Xin chào tất cả các thành viên của Toy Station. Trong tập Lego của ngày hôm nay trên kênh Toy Station, chúng ta sẽ có một chủ đề về siêu xe, cụ thể là mẫu xe Mercedes AMG F1, mẫu xe thể thức 1 thi đấu của hãng Mercedes năm 2023 được Lego hóa. Đây, cái bộ này thì nó là thuộc dòng Technic set 42165, đang được bán ở My Kingdom là khoảng 799-800k. Có chức năng pullback, kéo về này nọ, các thứ trông cũng gọi là hấp dẫn. Nhưng nó sẽ có khác biệt gì với thằng anh lớn của nó, set 42171, có giá trên dưới 7 củ. Ok. Đây nha, dành cho những bạn nào request về chủ đề Lego, mà cụ thể là gọi là siêu xe nữa. Tập này là các bạn phải nhất định thả nút like, comment ở bên dưới cho mình nha. Ok chưa? Sau khi lắp ráp xong thì cái chiếc này nó dài hơn 60cm. Chi tiết động cơ này nọ kiểu là mô phỏng như thật luôn. Ok, động cơ điện V6, bánh răng các thứ, hệ thống bẻ lái vân vân. À, đây là một cái hình so sánh nhẹ mà hãng Lego để cái chiếc mô hình Lego này kế bên cái hình xe thật nè. Tất nhiên thì cái xe thật nó sẽ to hơn gấp 8 lần cái xe này nha, bởi vì đây là mẫu mô hình tỷ lệ 1/8. Không biết là các fan Lego đang cảm thấy như thế nào về tập này sắp tới, chứ mình là thấy hơi bị hào hứng rồi đó. Và nếu như các bạn có thắc mắc thì một nơi quen thuộc để các bạn có thể kiếm thấy được tất cả những cái bộ chính hãng của Lego, không chỉ riêng là những cái mẫu Lego Technic đặc biệt như thế này, kiểu mọi thứ của Lego mà chính hãng luôn á, các cửa hàng của My Kingdom và các chi nhánh trên toàn quốc. Ok, và trước khi sắn tay vào ráp cái hai cái bộ này, chúng ta làm tí khởi động nhẹ với bộ nhỏ xíu này chứ nhỉ. Cũng là xe công thức một này nọ đang quen các bạn, nhưng mà Lego City bộ 4+. Đây là set 60399, tên chung chung là race car thôi. Ký hiệu đánh dấu 4+ ở đây. Ý nghĩa đây là một bộ hết sức đơn giản dành cho những bạn nhỏ nào mới bắt đầu với những dòng Lego. Còn hai cái bộ kia là bắt đầu dành cho những bạn lớn hơn một chút xíu, và cái bộ to đùng đoàn đó các bạn, thực sự là nó để là 18+ luôn, là bởi vì những cái chi tiết nó hơi phức tạp hơn, nó nhiều chi tiết nữa và chủ yếu là tài chính. Ok. Đấy, chúng ta khui cái bộ này. Đấy, trong cái pack này thì cũng đơn giản đó các bạn ơi. Hai cái bịch phạt nhỏ xí, khoảng có mấy chục chi tiết thôi. Thì mình sẽ đổ hết ra một lượt luôn, mình ráp cũng được. Cuốn sách hướng dẫn cũng nhỏ nhỏ xinh xinh này. So cute. Đây các bạn xem này, bởi vì là cho những bạn nhỏ cho nên đến cả cái hướng dẫn ấy, cái cách mà họ thể hiện kiểu có hình hai cái bàn tay. Hướng dẫn các bé là chúng ta sẽ cầm những cái pad lên tay này trước nha. Đây, lựa hai cái pad này trước, rồi sau đó ráp tiếp vô cái phần mô hình. Siêu dễ hiểu luôn các bạn. Cái phần thiết kế hình ảnh hướng dẫn lắp ráp của Lego là một cái gì đó mà mình vẫn luôn rất là thấy thích và tâm đắc của hãng này. Ok, rồi, đây là cái sản phẩm cuối cùng mà chúng ta có được sau khi lắp ráp với bộ này. Ý, anh phóng viên ảnh bị bật ngửa rồi. Một chiếc xe thể thức 1 mini được ráp lại khoảng chừng có tầm hơn 20-30 hạt thôi. Nhưng mà cái hình dáng chung của nó các bạn cũng có thể thấy, ra dáng một chiếc xe F1 đàng hoàng chứ bộ. Bánh cao su nha, có mâm bánh xe riêng, chức năng chạy êm ái luôn nha. Ở bên trong nội thất xe sẽ đủ chỗ cho một em minifigure tay đua ngồi vô. Rồi ở đây chúng ta có luôn cái chi tiết vô lăng có thể xoay được. Những cái chi tiết này hãng Lego cũng rất là tinh tế, in hẳn đặc biệt lên những cái pad này luôn. Bởi vì cho các bạn nhỏ lắp ráp á thì kỹ năng dán sticker chưa có. Mình sẽ lấy em mini này ra, áo trang phục thi đấu ha, có nón bảo hiểm. Ngoài ra chúng ta cũng còn có thêm một em mini figure khác nữa. Em này đang là phóng viên hiện trường hay là phóng viên thể thao đó, đang mặc một cái trang phục và áo khoác màu xanh, áo thun bên trong tím nè. Em nó có một cái đầu sù khá là thời trang và trên tay thì đang cầm một chiếc máy ảnh đắt tiền. Bonus thêm một cái chi tiết cúp vô địch đang được để trên cái bục như vậy. À quên nữa, còn có một cái chi tiết cái spoiler, cái phần cản gió đằng sau. À, chúng ta có thể gập xuống, đưa lên được nè các bạn. Phần đèn thắng, rồi chi tiết màu đỏ đỏ trong suốt ở đây ha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến chiếc xe tâm điểm của chúng ta ngày hôm nay, nhưng mà là ở mẫu nhỏ. Lego Technic set 42165, Mercedes AMG F1 W14, có chức năng kéo lại, pullback, có nghĩa là kéo lấy đà đó các bạn. Cái set này là được sản xuất năm 2024, mới cấu cạnh nha các bạn ơi. Và cái bộ mô hình siêu xe Lego này nó được lấy cảm hứng từ mẫu xe thật trùng tên của hãng Mercedes tham gia vào giải đua xe thể thức 1 World Championship mùa giải 2023. Set này thì sẽ có tổng cộng là 240 chi tiết nha. Đây, mình sẽ mở ra luôn coi bên trong là nó có bao nhiêu bịch gạch Lego. Ok. Chúng ta có những bịch gạch Lego đánh số từ 1, 2, 3, 4 và thêm một cái bịch extra như thế này. Đây là cái động cơ kéo đà nè các bạn. Rồi, 4 cái vỏ bánh xe cao su thật, một bộ sticker và một cuốn sách hướng dẫn ha. Đó.
Thì đối với những bộ mà bắt đầu lên tới 100 chi tiết rồi đó, Lego sẽ phân những cái bịch chi tiết ra theo số như vậy nha các bạn. Cái quy trình chơi đúng đó là chúng ta sẽ mở từng bịch ra theo số thứ tự, mình ráp hết bịch nào xong rồi cái mình mở tiếp cái bịch tiếp theo. Cái việc đó nó cũng thể hiện qua cái hình hướng dẫn này các bạn ơi. Mở bịch số 1 nè, Lego họ thiết kế hay lắm, bỏ sẵn hết tất cả những cái part có liên quan tới cái công đoạn đó vào cái bịch đầu tiên. Rồi sau khi ráp xong tới đây, chúng ta sẽ mở bịch số 2 và ráp tiếp, cứ như thế cho tới khi hoàn thành. Tất nhiên thì nếu như các bạn có muốn thử thách bản thân, có thể mở ra hết cùng lúc đổ ra cái ao. Các bạn nếu như cứ giữ thói quen như vậy, đến bộ chút nữa 1600 mấy chục miếng, chúng ta sẽ lựa tới mua quýt nha các bạn. Ok, time lapse. Và đây là thành quả sau khi lắp ráp xong bộ này. Ok, để các bạn xem một vòng 360 độ nhé. Wow. Cái cảm giác đầu tiên đó là chiếc xe này nó rất là nguyên khối, kiểu nó chắc ấy. Đây cũng là một cái điểm đặc trưng của những bộ Lego dòng Technic, do là những cái part nó không chỉ đơn giản kết nối với nhau bằng cái hệ thống tube and stud, ý là những cái cục nhỏ nhô lên ở trên bề mặt Lego ấy, mà nó là những cái thanh lỗ lỗ rồi nó có những cái part chốt nữa. Cho nên nếu như là một cái mô hình Lego của các dòng khác để ở độ cao tầm nửa mét thôi, thả xuống thì nhiều khi là nó banh, nhưng với dòng Technic thì chưa chắc là xe nha. Ok, chúng ta có một cái màu chủ đạo là đen tuyền từ đầu tới đuôi. Rất nhiều những cái sticker, logo của những hãng tài trợ ha. Cái này các bạn sẽ thấy rất là nhiều ở những cái chiếc xe đua. Đây là phần khoang lái, ở bên trong cũng chỉ là tượng trưng thôi. Hình như là nó có một cái điểm nhấn hốc gió màu đỏ ở đây. Cơ mà ở phiên bản cái bộ Technic nhỏ này thì nó cũng chỗ này nó cũng chỉ làm tượng trưng. Cái động cơ nó sẽ được đặt ở cái phần sau xe như thế này nha các bạn ơi. Nhìn bên hông các bạn sẽ thấy luôn logo chữ Lego, và sẽ được kết nối với cái trục của hai cái bánh xe sau. Đây, pull back có nghĩa là như vậy, mình sẽ để xuống đất, kéo ngược về sau và thả ra. Đây, chạy cực kỳ mượt nha các bạn ơi, và kiểu ôm ép nhanh luôn á. Đây, để mình sẽ lấy đà coi như là hết cỡ của cái động cơ này coi. Bạn xem nha. Wow, ra gió luôn. Một vài những cái chi tiết đặc trưng nữa của cái bộ này là nó nằm ở cái phần rim bánh xe. Nó có một cái vòng tròn màu xanh neon được thể hiện ở cái bộ này qua cái phần sticker, cũng đơn giản thôi. Rồi ở hai bên hông xe á, nó sẽ là một cái phần đường cong mềm mại, và nó có một cái chi tiết sọc màu xanh từ đầu xe cho tới phần đuôi xe ở hai bên hông nha các bạn ha. Thì ở cái bộ này nó lại được thể hiện bằng một cái thanh chi tiết phạt dẻo của Lego ha. Mình thấy cũng khá là thú vị ha. Đây các bạn, cho các bạn xem cái phạt này nè. Đó, nó dẻo. Ở đây cũng có một cái phạt dẻo như vậy. Đấy. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ngôi sao chính của tập ngày hôm nay. Mẫu xe đua thể thức 1 Mercedes AMG W14 E-Performance, mã số 42171, với 1642 chi tiết để lắp ráp, hứa hẹn sẽ mang lại cho người chơi một cái trải nghiệm đỉnh cao của cái
thể loại lắp ráp Lego này rồi. Vâng, và nếu so với mẫu Technic vừa rồi ấy thì cái bộ này nó hoành tráng gấp 10 lần, cho nên là cái giá của nó cũng gấp 10 lần luôn. Nhìn sơ ở bên ngoài hình thiết kế thôi thì mình đã có thể thấy được một số những cái điểm nổi trội cực kỳ rồi. Để lắp ráp xong nha các bạn. Rồi chúng ta cùng review chi tiết luôn thả. Let's go. What? Oh my gosh. Mới mở hộp ra, đang tính đổ phạt nè các bạn ạ. Đây là cái vỏ bánh xe của cái chiếc này. Yo, trời ơi hoành tráng vậy. Tổng cộng là 12 bịch chi tiết cộng với hai cái bịch không đánh số này nữa, bốn cái vỏ bánh xe ha, và không thể thiếu được cuốn hướng dẫn chi tiết kèm sticker, hai tờ sticker luôn các bạn, rất là to. Wow, cuốn hướng dẫn này nó cũng nặng nữa, như là một cuốn tạp chí luôn. Đối với những bộ nhỏ và vừa thì mình sẽ xài cái cuốn hướng dẫn này. Nhưng mà thường đối với những cái bộ mà nó quá to và nhiều chi tiết, thời gian lắp ráp sẽ là múc chỉ á, thì mình sẽ dùng app lắp ráp hướng dẫn của Lego. 42171. Ok, rồi. Ok, đó, mình chỉ việc bấm qua thôi các bạn, thì nó sẽ tự động nó nhảy qua. Kiểu cho nó tiện chỗ thôi mà, không phải là quan trọng hay là bắt buộc gì hết. Ok, tiếng Anh thôi nè. Phần ảo diệu mà gọi là mình thích nhất của những cái bộ vehicle lớn này của Lego đó là cái phần lốc máy các bạn. Lốc máy, cái phần mà piston xi lanh ha. Từng chi tiết. Cảm giác rất là thỏa mãn. Đấy. Lốc máy sau khi nó hoàn thành các bạn. Piston xi lanh hoạt động như đúng rồi. À. Hơi bị đã luôn. Quá đã. Chút nữa cái này là mình sẽ lắp cái này nè. Beautiful. Bây giờ cái động cơ này mà nó hoạt động ấy
nguyên một cái dàn bánh xe, đó, các thứ nó quay theo, các bạn thấy không? Hơi bị xịn luôn. Một bên quay, đó. Được. Bánh xe một bên quay nè, một bên đứng im nè. Nói chung là nó hoạt động y chang như xe thiệt đấy. Một bên bánh xe quay, một bên đứng im, hoặc là quay ngược chiều lại cũng được. Quá đã.
my gosh các bạn ơi, mình biết là chắc chắn cái video này nó sẽ không thể nào nó diễn tả được hết cái đỉnh cao của cái xe này, nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng hết sức thôi. Rồi đầu tiên đi ha, đó là ở cái kích thước đây, mình sẽ đặt cái xe cũng là mẫu Mercedes F1W14 nhưng mà size nhỏ, bộ vừa nãy mình ra mình ráp đó ha. Đấy. Mình sẽ để cái bàn tay của mình lên em nó cho các bạn có thể tưởng tượng được cái độ dài hơn 60 cm từ cái điểm đầu cho tới cái điểm đuôi ở đằng sau xe, và với 1642 chi tiết đã tạo thành baby này. Thật sự luôn, với cái góc này á, bây giờ mình cho các bạn coi 360 độ toàn diện nó cũng khó nữa, nó dài quá. Cân nặng của nó thì hình như cũng không có nặng mấy các bạn, bởi vì kiểu nó toàn bộ là nhựa thôi. Mình ước lượng khoảng chừng ký mấy 2 kg gì đó. Close up chút xíu cho các bạn xem phần đầu xe, chúng ta có những cái dè in rất là nhiều những cái logo của nhà tài trợ. Đấy. Cái trục hai bên hai phần bánh xe nè. Okay. Tiếp đến chúng ta có cái phần khoang lái ha, có cái ghế ngồi ở đây thì cũng thuộc dạng là tượng trưng thôi các bạn, nhưng mà nó chi tiết hơn rất là nhiều so với cái mẫu trước rồi. Tiếp luôn, đây các bạn thấy cái chi tiết chỗ này không, cái phần hốc gió màu đỏ mà mình thấy đó, cái phần hốc gió màu đỏ hồi nãy mà mình nói ở cái mẫu kia đó, ở cái mẫu lớn này thì nó đã được làm rõ ra ha. Đây, chi tiết trông rất là đã, có một cái bánh răng núm vặn ở trên này, chút nữa mình sẽ nói sau. Xem tiếp xuống phần đuôi xe, wow rất là ngầu. Oh gosh. Và cái phần spoiler, mình gỡ hẳn một cái bánh xe ra cho các bạn xem chi tiết luôn, bởi vì cái điểm đặc biệt đó là nó trơn láng, nó không có cái những cái gai bánh xe, giống y chang như là những cái mẫu xe thể thức 1 ngoài đời. Và cái vỏ bánh xe là cao su nha các bạn ơi. Đấy, cao su thật đàng hoàng. Phần mâm bánh xe nè, chúng ta có thêm một cái chi tiết để mình cậy ra lại. Cái mâm bánh xe to đùng và nó có một cái chụp mâm bánh xe nữa, thay vì là phần sticker. Đây cũng đều là những cái chi tiết gạch Lego. Đây là phần đằng sau xe với những chi tiết ống xả và đèn thắng. Còn đây là tổng thể nhìn từ trên xuống. Ok, thật ra thì cái mật độ chi tiết của cái xe này có diễn tả bằng lời bao nhiêu có nó cũng không đủ. Với lại các bạn cũng đã có thể thấy được bằng mắt rồi qua những cái đoạn B-roll mà mình quay. Còn bây giờ thì mình sẽ nói ngay vào cái trải nghiệm tính năng đi ha. Đầu tiên, cơ bản nhất đó là cái phần chạy. Đây, này là mình không hề có tua nhanh hay là cắt tiếng gì nha các bạn ơi, bạn có thể xem êm ru mà rù luôn. nó êm còn hơn là cái xe nhỏ hồi nãy nữa, đó là do bốn cái vỏ bánh xe xịn sò này. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái phần phuộc nhúng nha. Đấy, các bạn thấy không, này mình nhấn ở giữa, nhấn ở phần đầu xe, close up vào cái phần phuộc nhúng, nó hoạt động ở cái phần trước nè. Tiếp theo, một trong những cái tính năng hay ho đó là cái nấm vặn này. Mình dỡ cái phần đầu lên cho các bạn dễ thấy ha. Đấy. Yes. Chúng ta có thể quẹo cái bánh xe được. Các bạn có thể thấy là mình vặn ở cái nấm này ha. Thì cái bánh xe nó sẽ quẹo theo cái hướng đúng như vậy. Và nếu nhìn kỹ vào cái phần khoang lái. Ok. Ok. Các bạn thấy cái vô lăng của cái xe nó quay theo luôn không? Trời ơi. Cái vô lăng này nó không phải là cái hình bánh xe tròn như bình thường, bởi vì đây là mẫu xe thể thức 1. Rồi cái biên độ quẹo của cái bánh xe á, nó cũng không có quá nha. Bởi vì những cái xe này nó chạy với tốc độ cực kỳ nhanh trên đường đua. Người ta chỉ có thể thiết kế là nó quẹo ở một cái góc lại là như thế này thôi. À quên nữa, để cho các bạn xem cái độ sát gầm của cái xe. Đấy. Nó cách mặt đó có chút xíu thôi nha các bạn ơi. Xe này đúng thiết kế chạy mặt phẳng ở trong đường đua thôi, ra ngoài đường thiệt sụm cái ổ gà cái là xong. Thêm một cái chức năng cũng như là một cái khu vực chi tiết mà mình rất thích ở cái mẫu này nữa, đó là ở cái phần sau xe, cái phần cái chỗ động cơ nè các bạn. Thì cả một cái phần này ha, chúng ta có thể dễ dàng lấy tay nhấc lên. Oh yeah. Cái nắp nó thiết kế như vậy các bạn ơi, có bốn cái chi tiết đinh 3K màu xanh để mà chúng ta có thể gá vào những cái lỗ ở đây thôi. Đây, đẩy lại cũng rất là dễ dàng. Ok. Đấy. Bởi vì Lego biết chắc là người chơi sẽ luôn luôn muốn chiêm ngưỡng cái phần động cơ xe cũng như là cái trục bánh răng. Cái phần này mình nghiêng xe qua chút xíu cho các bạn dễ nhìn thấy ha. Đây, mình sẽ quay một cái bên bánh xe cho các bạn xem. À, những cái piston xi lanh nó hoạt động các bạn thấy không? Nó sẽ truyền động xuống đây. Và như trong lúc lắp ráp thì mình cũng đã giới thiệu các bạn về cái hệ thống bánh răng này rồi. Nó y chang như là thật luôn. Có nghĩa là các bạn có thể chuyển động từng bánh riêng lẻ tới lui hả? Hoặc là hai bánh cùng một lúc. Các bạn có thể thấy hai bánh ngược chiều nhau được luôn.
Bình thường thì đối với những cái mẫu xe này, người ta cũng hay mod được động cơ Lego vô, kết hợp thêm cái bộ điều khiển nữa, có thể điều khiển cho xe chạy tới lui tự động và xài pin. Nhưng mà tạm thời thì mình chưa biết sẽ làm như cái đó như thế nào, nhưng mà chắc chắn nếu mà tìm hiểu ra được thì mình sẽ làm một cái video short hay cái gì đó ha. À đúng rồi, có một cái góc nữa mà mình cũng muốn cho các bạn xem, góc bonus ha, đó là cái phần gầm xe. Đây, wow. Các bạn thấy nó kết nối rất là chắc chắn luôn, ok, rất không dễ bị bể đâu các bạn. Đấy. Tuy nhiên không ai khuyến khích làm vậy hết nha. Ok. Đồ chơi là để chơi, để chưng, chứ không phải là để quăng, để test. Ok các bạn ơi, và đó là tất cả những gì mình có cho các bạn ở trong tập này. Với 3 mẫu xe đua F1 Lego từ tí hon tới size vừa và đỉnh của chóp. Nếu như được lựa chọn lần đầu tiên trải nghiệm với một trong 3 mẫu này thì các bạn sẽ chọn mẫu nào nhỉ? Mặc dù biết là câu hỏi nó có hơi hiển nhiên, nhưng mà hãy comment ở bên dưới cho anh kênh được biết nha. Một lần nữa cũng xin nhắc lại cho những bạn nào có quan tâm tới những mẫu Lego chính hãng, không những về chủ đề xe cộ mà tất tần tật Lego City, Lego Friends, Ninjago, vân vân, các bạn có thể kiếm thấy một cách dễ dàng tại các cửa hàng của My Kingdom nha. Hoặc là các bạn cũng có thể tham khảo trước trên website của họ. Rồi, còn bây giờ thì như thường lệ, nếu như đã thích video này thì các bạn hãy cho anh kênh tay một like, hãy chia sẻ với bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe để đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của Roy Station. Anh kênh tay sẽ trở lại trong những video thú vị khi sau về đồ chơi nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye.